Này con gặp được thiện tri thức là con đắc được lợi lành rộng lớn. Tại sao? Vì bậc thiện tri thức khó thấy được, khó nghe được, khó xuất hiện, khó được phụng sự, khó gần gũi được, khó được tiếp trước, khó gặp gỡ được, khó ở chung được, khó khiến vui mừng được, khó theo đuổi được. Này con được gặp là được lợi lành. Thiện tài đồng tử đi về hướng Nam, dần dần du hành khoảng 12 năm thì đến thành Trụ Lâm. Thiện tài bèn đi các nơi để tìm kiếm trưởng giả giải thoát. Khi thấy được trưởng giả giải thoát rồi, bèn đảnh lễ, năm thề sát đất, sau đó đứng dậy chắp tay mà nói với Đức Thánh rằng: Bạch Đức Thánh, này con được gặp thiện tri thức là con đắc được lợi lành rộng lớn. Tại sao? Vì bậc thiện tri thức khó thấy được, trăm ngàn vạn kiếp cũng không dễ gì gặp được, trăm ngàn vạn kiếp cũng không dễ gì nghe được thiện tri thức nói pháp. Thiện tri thức trăm ngàn vạn kiếp cũng không dễ gì xuất hiện nơi thế gian, cũng không dễ gì được phụng sự thiện tri thức. Người có căn lành lớn mới gặp được thiện tri thức, gần gũi thiện tri thức. Người không có căn lành tuy gặp thiện tri thức cũng không nhận ra, gặp được thiện tri thức cũng không thể gần gũi thiện tri thức, cũng không dễ gì tiếp nhận được lời dạy dỗ của thiện tri thức, cũng không dễ gì gặp gỡ được thiện tri thức, cũng không dễ gì ở cùng đạo tràng với thiện tri thức, cũng không dễ gì khiến cho thiện tri thức hoan hỷ vui mừng. Vì ngài thường ở trong định, không tham cũng không cầu, bất cứ việc gì cũng không động tâm, cũng không dễ gì theo đuổi được nhất cử nhất động của thiện tri thức. Này con được gặp thiện tri thức là con được lợi lành lớn. Đức Thánh còn trước đã phát tâm an hậu đa la tam hiệu tam bồ đề, vì muốn phụng thờ tất cả chư Phật, vì muốn gặp tất cả chư Phật, vì muốn thấy tất cả chư Phật, vì muốn quán sát tất cả chư Phật, vì muốn biết tất cả chư Phật, vì muốn chứng bình đẳng của tất cả chư Phật, vì muốn phát đại nguyện của tất cả chư Phật, vì muốn viên mãn đại nguyện của tất cả chư Phật, vì muốn đầy đủ trí quang của tất cả chư Phật, vì muốn thành tựu các hạnh của tất cả chư Phật, vì muốn đắc được thần thông của tất cả chư Phật, vì muốn đầy đủ các lực của tất cả chư Phật, vì muốn đắc được vô úy của tất cả chư Phật. Thiện tài đồng tử lại nói, Đức Thánh còn trước đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiện tại con vì muốn phụng thờ tất cả chư Phật, con vì muốn gặp tất cả chư Phật, con vì muốn thấy tất cả chư Phật, vì muốn quán sát tất cả chư Phật mà phát Bồ đề tâm.